hello chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình thì hôm nay mình tiếp tục lại quay trở lại với tựa game võ lâm đại minh tinh để chia sẻ cho các bạn là những bạn nào mới chơi ấy, thì các bạn có thể chơi được nó chuẩn chỉ hơn thì hôm nay là sẽ là ngày thứ năm đi trước mình có làm một cái clip ngày 1, ngày 2 nhé bây giờ thì mình sẽ làm ba cái ngày ba cái ngày thì nó cũng có một cái sự kiện mới đó là ngày thứ năm thì nó sẽ mở ra cái luyện võ bốn mùa này hiện tại là mình cũng mới lập cái đội chưa đánh trận nào thì hiện tại thì mình cũng vừa mới nhận nhận thư xong vừa được xếp hạng thứ bao nhiêu ấy thì được 10 cái thẻ này các bạn nhé <laughs> quay được quay được 10 lần nữa uhm. à, tranh thủ thì mình cũng sẽ quay xem là có được tướng nào không nhé hôm nay bây giờ mới nằm khoảng hơn 12 giờ nói chung là mình quay cũng hơi đen Được có mấy con SSR mà nó chả giống con nào với con nào các bạn Ok, lệnh hồi sung à uhm. Lệnh hồi sung thì cũng được nhưng mà bây giờ có một lệnh hồi sung thì cũng không ăn thua <laughs> Bây giờ mới được một lệnh hồi sung thì Đây, hiện tại ở trong cái bảng tướng của mình đây à, Tiểu Long Nữ thì mình quay ra được hai con nói chung là chả trùng con nào chả được cái con chu bá thông nào đấy hiện tại đội hình của mình đang dùng đó là 5 con này còn tiểu long nữ thì chắc là chờ đến ngày thứ bảy mình có thêm một con nữa thì mình sẽ ép lên 7 sao thôi thì mình sẽ chơi tiểu long nữ thay cho cái con này đấy hiện tại thì quay được thêm đông thăng với cả hư trúc nói chung là mỗi <laughs> cả lý tầm hoan đại khái là cái dạy tướng ssr này là mình cũng gần như là cũng khá nhiều rồi nhưng mà hiện tại là không được trùng nhá cho nên là cũng hơi đen ừ. ok thì cái ngày ngày thứ năm này thì từ ngày thứ ba đến ngày thứ năm thì nó có mấy cái sự kiện đó là cái hội cái thảo phạt tổ đội này nói chung là cái này thì nếu được thì các bạn nên tạo một cái cái áp phụ thì các bạn có thể đi được ấy. Các bạn đi được cái điểm điểm này các bạn, điểm hiệp nghĩa nhé. Không thì các bạn phải chờ party thì nó sẽ không được chủ động lắm. Thì các bạn có lên tạo nếu mà các bạn chơi một cái server mới thì các bạn nên tạo hai cái nick. Nick nào mà may mắn hơn, các bạn thích nạp thẻ thì các bạn làm. Đấy thì các bạn chơi song song hai cái nick. Mình nghĩ là chơi ở trên máy tính thì nó sẽ ok còn chơi điện thoại thì nó hơi khó nhưng mà đại khái là nếu mà các bạn chơi được ở trên máy tính ấy thì là các bạn nên làm hai hai cái hai cái league. đấy để các bạn quay xem là cái lịch nào mà nó ok thì các bạn chơi đấy các bạn có thể lập một cái thẻ tháng hai cái thẻ tháng đấy là tùy đấy ở đây thì nó cái ngày thứ năm là nó có luyện võ bốn mùa và cái ngày thứ thứ tư thì nó, ở trong bang phái nó có cái cái hoạt động bang này có thể đi đánh cái con này nói chung là mình cũng đang hạng 13 ba rồi bây giờ mình sẽ chiêu mộ thêm nhé mười lần nữa ok thêm được hư trúc nữa thế là mình có hai hư trúc ạ à. tật phong chiêu mộ phá lửa hay là phân tách tật phong ạ à. ba hư trúc thế này lại quay sang đội hình tật phong à <laughs> ừ uhm. thôi tạm thì cứ lên thôi các bạn ừ uhm, bây giờ nó là hai sao cần một hiệp khách 6 sao hư ừ, chúc thì đương nhiên là ra trận rồi Hơi chút thì lại phải đi theo cái đội hình tật phong mới phát huy được. Ừ. Nói chung là không quan trọng. À, bây giờ cứ thằng nào cao thì bỏ vào đội hình thôi để đi uh, vượt uh, vượt map thôi nhé các bạn. Đấy thằng này. Ok các bạn uh, tăng uh, đều các cái đồ này lên. Sau này mình có đồ xịn thì mình sẽ thay vào. Đấy nó sẽ tăng cái hiệu ứng kích uh, hoạt nhé. Hiện tại đang ở cấp 1 thêm được một ít nói chung là mỗi thứ một tí nó cũng giống như là cái cộng hưởng ở đây này cấp sao mấy cả ấy này cái này phải lên 3 sao hết thì à, lên 8 sao hết thì mới được nhé <laughs> à, bây giờ mình sẽ tiếp tục đâu xem nào vượt ải năng 18 là đang mình sẽ cố gắng vượt thêm đây sẽ lấy được thêm một ít đồ này vượt ải bây giờ là mình vượt càng sớm thứ nhất là mình được cái điểm tốt cho nên anh em cố gắng là cái vượt ải nó gần như là một trong những cái mà quan trọng nhất cái đội hình các bạn cứ cố gắng các bạn tối ưu được cái giai đoạn đầu con nào nhiều sao thì các bạn ấy, ưu tiên theo nó sẽ mạnh hơn còn sau này mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hai là trong cái lúc mà đánh quái như thế này thì các bạn có thể xem là có những cái con nào con nào mà nhiều giáp thì các bạn nên chọn cái xé toạc nhé để có thể khắc chế được lại con nào nhanh nhất thì các, các bạn có thể chọn hội công hội kiếp cái vụ xé toạc đây có thể lấy được luôn thực ra là xé toạc thì hầu hết nội hình nào cũng được mình chỉ có chơi hội tâm hay là xé toạc thôi đúng không mình sẽ lấy cái cốt lõi cho con nào đương nhiên cái đội hình này là sẽ ưu tiên âm dương ví dụ như các bạn chơi tật phong thì các bạn phải ưu tiên tật phong lấy càng sớm càng tốt để nó tối ưu đội hình này mình sẽ phải ưu tiên âm dương lấy xong cái cặp âm dương đã tính sau thực ra mình lấy cái tu thần thì cũng được ấy nhưng mà hiện tại nó chưa được tối ưu ý tướng thì có một con đi năm thôi sốc thế nhỉ đi chắc đã đi chu bá thông rồi ừ không chịu nội nhiệt ạ à. hiện tại là cái con đam chính của mình là nó cũng ấy rồi đây lấy cái xe toạc không trụ qua tơn này là đi thôi đấy hiện tại là mình tối tối ưu cho con đam chính là cũng khá ổn rồi nói chung là mình có thể lấy hội tâm tiếp và lấy xé toạc tùy cái nào cũng được các bạn Ừ. bây giờ có thể lấy tu la thần cũng được Đấy, lấy tu la thần sẽ là ok nhất tối ưu hóa toàn bộ đam cho Mên như các bạn bây giờ thì là coi như là công pháp là ổn rồi bây giờ chỉ có ép cấp thôi Đấy, không có xé toạc này đánh bọn này là rất là khó. Thủ châu. Mấu chốt nó là như vậy các bạn. Lấy các cái công pháp là, là theo đám quái. Hay ra. Không trụ được quả này là đi nhá. buộc phải hồi sinh. 88 không hồi sinh được, không đỡ được quả này thì thôi chịu thôi. À, thiếu một ít đam đúng không? Bớt bớt. Nó đẩy một tí nữa là mệt. Ừ, <laughs> ok. Tí toang đúng không? <laughs> <laughs> mình đi như này là cũng hơi kịch rồi đấy chắc mình sẽ nhân đôi đấy, hiện tại này vượt ải mình đang là 16 lực chiến thì mình đang là 28 Nói chung là vượt ải càng cao càng tốt thì mình phần thưởng qua ngày nó càng ok nhé các bạn đấy, thì mình đang hiện tại là đang ở cái ải thứ 10 10.2 thì ở cái ngày từ ngày thứ ba đến ngày thứ năm để tổng kết lại thì các bạn sẽ có thêm một số cái sự kiện à, thứ nhất là luyện võ bốn mùa này. À, trận chiến đỉnh nhất này đánh bốt à, cái này thì anh em để tối ưu đam thì anh em nên đi cuối ngày nhé các bạn các bạn à, đi cuối ngày còn ưu tiên đi map các bạn đi map càng sớm càng tốt để các bạn được thêm cái xếp tối ưu cái xếp còn các cái nhiệm vụ này thì các bạn nên đi cuối ngày thì nó sẽ ok hơn nó sẽ giúp cho mình dễ vào tốt hơn vì lực chiến mình được tối ưu nhá. đấy. còn nếu mà các bạn mà đi sớm thì cũng nó sẽ không được tối ưu thôi. cái này là gọi là tùy các bạn. các bạn quan trọng là mình có bỏ thời gian chơi được nhiều không. ví dụ như là sáng mình vào được khoảng một lúc đấy. cho nên là mình buộc là mình cứ phải thôi chấp nhận là đi du ngoạn du nghiếc đấy. đấy ví dụ như mình chẳng hạn, đây nó gần lên cấp này. mình có thể mua mua thêm một cái nữa đây mình sẽ đi để cho nó lên cấp luôn nhé các bạn lên cấp 28 luôn đấy ví dụ như là gần lên cấp thì mình sẽ ưu tiên mình lên đây. bây giờ còn 13 cái nữa mình lên cấp sớm thì mình được nhiều đồ sớm <laughs> uhm, cái này thì mình sẽ để cuối ngày mình đi hôm qua thì hạng của mình nó là 10 mười mấy mười hai bây giờ nó lên 19 rồi cái này là muốn nó tối ưu đam thì mình sẽ chờ đến cuối ngày mình đi nhé các bạn Đấy thì các bạn chỉ cần lưu ý cái ngày 3-4 năm nó như vậy nó có một số cái sự kiện. Hai là cái cách đi map đội hình thì các bạn cứ ưu tiên cho mình là tất cả những con tướng nào mà nhiều sao nhất ấy. Thì các bạn sẽ cho nó đi để nó tối ưu được cái map đi càng sớm càng tốt. Các bạn mà vượt qua được map thì các bạn thêm được cái phần quà. Còn sau này khi mà mình có một cái đội hình chuẩn thì lúc đấy mình mới hướng theo. Mình nghĩ là phải chơi 7 ngày thì các bạn mới định hình được là các bạn nên, nên theo cái đội hình nào. Còn với mình là mình vô tư như các bạn Con nào lên nhiều sao thì con đấy làm đam chính thôi Mới đầu là mình định cho thằng này đấy Nhưng mà mình thấy con bé này nó ok hơn Bởi vì con bé này thì nó lại hợp với cả đội hình âm dương Cùng với cả chu bá thông Cho nên là nó sẽ tối ưu được đam Còn thằng này thì nó lại liên quan cái đội hình khác Đấy ví dụ như là Ở đây thì nó lại liên quan đến cái đội hình xé toạc Đấy thì nó sẽ hợp Đấy, nhưng mà mình hiện tại mình đang chơi ở cái đội hình đó là âm dương mình có lệnh hồi sung rồi nhưng mà có cả con bé này rồi nhưng mà hiện tại là nó có một sao thế này thì à, có năm sao thế này thì cũng không ăn thua đấy cho nên là không phải cứ tướng ssr mà ok các bạn cứ phải lên được sao lên tầm khoảng 8 sao thì bắt đầu mới là câu chuyện nhé các bạn lập cái đội hình thì nó mới có giá trị bởi vì một số con là nó không có được cái điểm ấy ví dụ như con này lên 8 sao thì nó mới có được cái phẩm chất riêng Chu Bá thông phải lên 8 sao thì nó mới có phẩm chất riêng, còn tiểu long nữ này. Cũng thế, cũng phải lên được 8 sao thì nó mới có phẩm chất riêng thì đánh đánh hội tâm nó mới có giá trị. À, nhân tiện thì mình cũng trả lời cái cái câu hỏi của hai bạn hỏi ở trên cái clip 1 của mình. Thì uh, các bạn có hỏi là đây 1 đây 2 làm sao có vũ khí thì các bạn phải lên đủ cấp nhá. Các bạn lên đủ đủ cấp thì uh, sẽ có vũ khí nếu mà cấp các bạn thấp quá thì các bạn sẽ không mở được cái uh, vũ khí đâu. đấy. Uh, như là mình nhớ không nhầm nó là cấp 12 sao? cấp 12 là nó sẽ mở vũ khí 12 và phải ngày thứ hai thì anh em có thể xem lại ở cái sự kiện ngày 1, ngày 2 đấy, Nhá. xem là nó yêu cầu cái gì. còn uh, một bạn thì bạn bảo là uh, xin cái đội hình chơi hư trúc thì hiện tại thì mình uh, cũng uh, mới zone được giao hư trúc nhưng mà cái câu chuyện là bây giờ là mình đang làm clip giai đoạn đầu. Đấy, cho nên là nó không có một cái đội hình chuẩn chỉ cho hư trúc nhưng mà đại khái là các bạn mà có được hư trúc mà các bạn muốn nó nằm lết ấy đấy, nằm mên ấy thì các bạn sẽ chơi xoay quanh hư trúc thì để mà chơi xoay quanh hư trúc ấy mà ok nhất thì các bạn chơi theo cái đội hình phải có cái công pháp đó là tật phong nhá các bạn đây nói chung là nếu mà các bạn đã gọi là chấp nhận là để build cho hư trúc thì các bạn nên chơi theo đội hình tật phong và hãy chọn cái cốt lõi này cho thằng hư trúc nhé nó sẽ tăng đam lên và các bạn hãy chọn cái đầu tiên đó là phù giao thức để cho toàn team được búp cái tật phong tiếp theo tiếp theo là các bạn thêm cái thiên hành quyết nữa thì bộ combo của hư trúc nó sẽ gồm ba cái này hoặc là chỉ cần hai cái này cũng được đấy thì các bạn sau đó các bạn có thể chơi theo những cái phụ khác còn như thế này thì nó sẽ búp được tật phong cho hư trúc cao hơn và tiếp đến là các bạn chọn thêm các cái skill phụ trợ tiếp đó là công pháp uh, hội tâm này phá phách uh, à, phách sơn trưởng này đấy nó cũng sẽ tăng đam tối ưu cho hư trúc nhá đấy các bạn có thể chọn hai cái này cái này trước nói chung là phải chọn trước cái này để xây dựng một cái đội hình uh, gọi đây là bộ công pháp chuẩn cho hư trúc thì hư trúc đánh nó sẽ mạnh hay là cái cái tu thần này nếu mà hư trúc mà lên năm sớm thì các bạn nên chọn cái tu thầm này để uh, tối ưu được cái lượng đam nhá hoặc là trong nhánh kiếm các bạn cũng có thể chọn cái loại nhập kiếm pháp này Nó cũng sẽ búp được thêm đam Nói chung là công pháp thì Hoặc là các bạn có thể đánh những cái trận Cái này nó cũng phải tùy cơ ứng biến theo tùy từng map Như các bạn nếu mà các bạn đi ải mà có nhiều con nó giáp nó thủ châu quá ấy, Thì các bạn có thể lấy cái xé toạc Đấy Ở trong bộ công pháp này này Thì cái này là cái cái này là các bạn chơi Các bạn phải thấy là ví dụ như là mình đủ đam Ví dụ quái nó chạy nhanh chẳng hạn Thì cái, các bạn không cần phải lấy cái xé toạc làm gì Đấy, xe toạc này nó sẽ có lợi thế nhất là khi các bạn đánh với cả những cái con mà đại khái là nó khá, giáp nó khá là trâu ấy. Thì là nó sẽ ok, hoặc là đánh bốt, đánh biếc thì nó sẽ là ok. Đấy, thì cái này, cái này là cũng là một trong những cái mà mình cũng hay chọn để đi đi qua, đi, đi vượt ải. Đấy, thì cái cái này là nó sẽ tùy theo từng trận, cho nên là nó không thể là một cố định 100% trận nào là cũng là bộ công pháp giống nhau. Nhưng cốt lõi thì các bạn phải uh, cho hư trúc nó cái cốt lõi này. Đấy là hư trúc nó sẽ phải tăng cái tật phong này để nó tối ưu nhé các bạn thì cái đội hình bây giờ hiện tại là đội hình của mình nó là đội hình chấp vá thì các bạn hãy chọn những con nào mà sao cao nhất để các bạn cho vào còn đương nhiên mà nó lại cùng cùng ở trong cái đội hình tật phong nữa thì tuyệt vời đúng không ví dụ như ở đội hình tật phong đây Ừ, đây hiện tại là mình sẽ có full cái đội hình tật phong ấy Nhưng mà cái câu chuyện là bây giờ thì cũng không thể chơi được tật phong <laughs> Do là chỉ có hư trúc làm cốt lõi được thằng này thì nó lại là yếu, thằng này lại chưa chưa lên được sao, đấy cho nên là nếu mà các bạn có đủ cái đội hình thì các bạn cũng vẫn chơi như thế thôi. Quan trọng nhất là bộ công pháp. Còn bây giờ mình không có đủ đội hình cho nên là mình cứ chọn những con nào mà nó khỏe thôi. Con hàn tiểu thư này thực ra nó leo map cũng rất là ok nhé các bạn. Đấy hiện tại bây giờ thì mình cũng đã leo map cũng khá ổn. Hiện tại vượt ải đang ở 16 nhá. Lực chiến thì của mình đang đứng 28. Nói chung là uh, lực chiến đứng 28 mà vượt ải 16 là mình nghĩ là cũng là khá là ổn rồi, à, không phải là quá là cao nhưng mà đại khái là mình cũng cố gắng tối ưu hết ở trong cái giai đoạn này, bởi vì mình nên được uh, các bạn mà qua ải được càng sớm thứ nhất là các bạn được cái điểm uh, xếp du ngoạn này nó ok hơn là một, hai là các bạn cũng sẽ được phần thưởng nó ok đấy, cái phần phần thưởng nó ở trong top nó sẽ tốt hơn, cho nên là cái game này chủ yếu là đi qua vượt ải mà. Còn sau này nó có một cái đội hình chuẩn của hư trúc hay là gì đấy thì mình sẽ làm làm thêm sau. Nhưng mà bây giờ mình sẽ trả lời theo những cái ngày mình đang chơi. Bởi vì hiện tại nếu mà mình chơi mình làm một cái clip mà ví dụ như mình chơi khoảng tầm một tháng rồi mình đưa lên cho những cái bạn mà mới xem thì nó rất là khó bởi vì các bạn làm sao mà các bạn biết được. Còn đây là, bây giờ mình làm là mình sẽ làm clip gọi là hướng dẫn trong cách chơi trong vòng 7 ngày, 7 ngày đầu tiên. Còn những cái ngày tiếp theo thì mình cũng phải trải nghiệm, sau đó mình sẽ chia sẻ là trong những cái ngày này thì các bạn nên quan tâm đến những cái gì. Thì đương nhiên ngày từ ngày 3 đến ngày 5 thì mình các bạn vẫn cứ phải ưu tiên là mua toàn bộ cái này cho mình. Đấy, tăng XF uh, mắc cho tướng, không không ngại đầu tư như các bạn. Ngọc Nghiếc thì các bạn sẽ mua những cái thứ giảm giá. Nói chung là trong 7 ngày các bạn có thể mua ở trong cái phần giảm giá nhé các bạn. Đây là sơ vương ngày thứ năm rồi. Đây ví dụ như cái phần giảm giá ở gói phúc lợi này các bạn có thể mua. Mấy cái này mình không mua, đa số mình mua bây giờ là các bạn thiếu tướng thì các bạn mua nên mua thẻ giảm giá nhé các bạn. Đấy hiện tại là mình gần như là mình mua thẻ hết đấy. Thì các bạn nên ưu tiên những cái đấy thôi. Cứ giảm giá thì các bạn mua. Đó. Còn Ngọc thì các bạn cứ tích để càng nhiều càng tốt. Không vấn đề gì cả nhé. Đừng có tiêu bây giờ. Bởi vì là sau này nó có sự kiện thì mình có Ngọc. Mình mua cái gì đấy nó sẽ dễ. Bởi vì càng chơi càng lâu thì uh, các bạn sẽ kiếm tướng nó càng dễ hơn. Đấy, còn giai đoạn đầu thì bây giờ mình cần cái đội hình chuẩn để đi map thì có càng sớm càng tốt mà không có thì cũng không sao. Đấy, nếu mà các bạn mà uh, quay được thầy ấy, thì là ok nhá. Thầy thì <laughs> hiện tại mình có mỗi một uh, <laughs> một thầy thôi cho nên là cũng không ăn thua. Nếu mà thầy mà lên được uh, tầm 7 sao thì ok nhá, là mình có thể thay. Đấy còn hiện tại là bây giờ thì mình vẫn là cái tối ưu cái đội hình hiện tại thôi. Đây, hiện đội hình hiện tại là sẽ có hư trúc con này sẽ là mên chính này. Hư trúc thì cũng có thể là mên nhưng mà mình thấy con này nó đang có một chút nhỉnh hơn hư trúc ở cái giai đoạn này. Bởi vì là nó liên quan đến cái đến cái đội hình âm dương cùng với chu bá thông. Đấy cho nên là mình thấy là nó cũng gọi là 19110 ở giai đoạn hiện tại với cả hư trúc nhá. Bởi vì hư trúc bây giờ lại phải búp thêm tật phong thì nó mới phát huy được tối đa. Đó. <laughs> thực ra thì mình vẫn chơi đội hình âm dương vào cho thêm một cái tật phong vào cũng được không vấn đề gì cả nhưng mà vì là mình lên đam cho con này rồi thì hư trúc nó đá nó cũng không được uh, mạnh bằng ấy Đấy Cho nên là cái này là quan trọng là các bạn tùy cơ ứng biến Và các bạn phải chọn được bộ công pháp Còn sau này thì còn uh, gọi là kiếm các cái bộ công pháp uh, chuẩn nữa Thì mình bắt đầu mình lại chia sẻ sau Còn bây giờ là mình sẽ làm ở trong cái series đó là 7 ngày nhá Sẽ là tầm khoảng 3 clip gì đó hoặc là 4 clip Và mình sẽ sau khi 7 ngày hoàn thành thì mình sẽ uh, tổng kết lại một cái clip gọi là <laughs> Chuẩn chỉ nhất để cho anh em biết là từ ngày 1 đến ngày 7 ưu tiên những cái gì và lên quan tâm những cái gì bởi vì bây giờ mình vẫn là đang chơi và trải nghiệm mà tuy cái nội dung của con game này nó không phải là nó phức tạp gì cả nhưng mà nó lại có liên quan đến biến số đó là các bạn doi tướng đấy khi mà các bạn doi tướng mà nó không không được chuẩn không được gọi là đội hình nó cũng kiểu chấp vá như mình chẳng hạn là các bạn rất khó để chơi đúng không thì các bạn nhiều lúc các bạn lại lên mạng các bạn xem những cái đội hình nhưng mà đội hình của người ta toàn là những cái đội hình mạnh rồi cho nên là người ta mới tối ưu được còn mình bây giờ ví dụ mình đang mới chơi như thế này thì mình sẽ uh, tập trung với cái đội hình là tăng sao là chính thôi. Đội hình chấp vá, có nghĩa là có như có thế nào thì đánh thế. Còn sau khi mà có hoàn thiện được rồi, mà chọn được những cái đội hình chuẩn rồi thì mình bắt đầu mình mới mới uh, chơi nhá. Còn bây giờ thì chấp nhận là trong 7 ngày đầu thì chắc vẫn là phải chấp vá thôi. Không thể nào mà chơi full được về hư trúc đâu các bạn. <laughs> Trừ khi bây giờ hư trúc lên được thêm uh, 3 sao thì mình vẫn, vẫn 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 chơi theo cái đội hình uh, âm dương thôi bởi vì là chủ chốt thì bây giờ mình trừ khi là mình quay được thêm mấy hồng thất công. Thực ra mình còn thích hồng thất công nhất nhé các bạn. Nếu mà ở trong cái bộ tướng uh, gọi là tăng cơ thì hồng thất công là thuộc loại tăng cơ hàng đầu đấy. Thì nó mình đang thích có hồng thất công nhưng mà câu chuyện là bây giờ thôi à, có sao thì chơi vậy. Đấy là cái cái giai đoạn đầu. Các bạn cố gắng tối ưu leo map càng à, sớm càng tốt. Còn anh em nào có đóng góp hay thắc mắc thì vui lòng comment phía dưới, mình sẽ tổng kết lại và mình sẽ trả lời ở cái clip à, sau nhé. Đấy, như thế cho nó dễ ở trong cái phần đây nó còn có thêm đây phần chi tiết này nó còn mệnh cách mệnh kiếp thì hiện tại mình cũng chưa đủ cho nên là mình cũng không nói nhưng mà các cái đồ trang bị ấy, thì các bạn cứ update làm sao cho những cái con đam chính nó cao nhất nhé đây hiện tại mình đang up đó là à, con bé này hàn tiểu thư là nó đang là bộ quần áo các thứ là mình đều đều up lên cao nhất còn các cái con này thì mình up nó vừa phải thôi có thì up thôi còn hư trúc đây bây giờ mới mới up này vì bây giờ ra hư trúc cho nên là mình mới cường hóa thôi nhưng mà đang hết nguyên liệu rồi. Cứ cường hóa các bạn, ạ. sau này có đồ đạc nó tự thay thì nó vẫn giữ lại các cái nâng uh, cấp của mình không vấn đề gì nhé các bạn. Khi mà mình thay đổi ấy. Đấy thì uh, uh, hiện tại thì mình uh, vẫn đang dùng hàn tiểu thư đó là men Vì là nó ra đam cũng rất là ok và các bạn có thể xem ở cái kiểu, lúc giai đoạn đầu mà mình leo map ở cái bản 10 này. Đây hiện tại mình đang vượt ải là cấp 16 đây. nhưng mà mình không không có vượt tiếp nhé các bạn đấy hiện tại mình hết thể lực rồi <laughs> bởi vì là bây giờ để mà vượt đến đây thì cái chỉ số của, của các bạn đều là mười mấy vạn này các bạn có thể kích lên trước để các bạn có, có lên vượt hay không nếu mà các bạn chưa đủ cái tầm lực chiếm gần gần như thế thì các bạn không nên vượt và mình dùng cái điểm thể lực đấy để mình đi du ngoạn nhé các bạn đây mình du ngoạn hiện tại là <laughs> mình để tối ưu còn kia đánh đánh cái kia mà các bạn bị chết sớm thì các bạn phí cái cái bánh bao Đấy cho nên để tối ưu thì mình khi mà mình trước khi mình vượt ải ấy, thường mình sẽ trách xem là uh, tầm khoảng bao nhiêu lực chiến là người ta vượt được ải. Thì hiện tại là bây giờ nó phải rơi vào tầm uh, đây bạn này là 11 khoảng 10, gần 12 vạn nhé. Đại khái mình cứ cho là 12 vạn đi đúng không. Thì bây giờ mình kém mất một vạn nữa thì mình không nên vượt. Đấy còn sau này mình vượt uh, khi mà đủ thì mình mới vượt. Thì như thế nó sẽ tối ưu còn đâu là cái này cái điểm thể lực là các bạn uh, đi ngoại uh, Đi uh, du ngoạn hoặc là các bạn có thể đi kiếm đồ ở đây nhé các bạn. Đây có thể kiếm đồ ở đây. Nhưng mà đại khái là cũng khó nhá. Cái này mình sẽ kiếm cái mệnh cách thì mình sẽ kiếm sau. Đấy. Ừ. Bởi vì cái này nó cũng mất 10 thể lực. Tìm được một tí đồ này nó cũng tăng thêm một tí đam. Nhưng mà thực sự bây giờ nó cũng chưa phải là cần thiết lắm. Mình sẽ ưu tiên đó là, là lên cấp. Lên cấp càng sớm càng tốt. Sau đó cái kia mình sẽ kiếm sau. Bởi vì càng về sau thì mình sẽ càng kiếm được cái mệnh cách nó rẻ bây giờ thì mặc chấp vá thôi có thì mặc chứ bây giờ 10 10 cái thể lực này nó không hề đơn giản đâu các bạn 10 cái thể lực này vào đấy đánh thua một cái cũng vứt đi <laughs> đúng không cho nên là mình ưu tiên đó là lên cấp độ cái đấy là cái bền nhất đúng không các bạn giống như kiểu cái nhà đầu tư cái nhà sau này mua sắm xe các kia nó chỉ là giống như kiểu đồ trang trí nội thất thôi ok anh em nào mà có đóng góp hay thắc mắc thì vui lòng cơn con mình phía dưới nhá cảm cảm ơn và chào tạm biệt các bạn mm <sighs>